nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vừa dừng tuyệt thực hôm 3 tháng 2 sau hơn 70 ngày tranh đấu để yêu cầu chính quyền phản hồi đơn khiếu nại của ông, theo tin từ gia đình. Thì ngày hôm qua anh được gọi về, thì anh báo là ngày bắt đầu từ ngày hôm qua là anh ngưng tuyệt thực sau khi mà hơn 70 ngày anh tuyệt thực á, thì cũng với cái lý do là anh cũng nói là đạt được cái mục đích của cái việc tuyệt thực cảnh rồi. Như VOA đã đưa tin, ông Thức bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 để phản đối việc Tòa án Nhân dân tối cao không phản hồi đề nghị miễn hình phạt còn lại của ông. Phía gia đình ông Thức cho biết rằng nếu chiếu theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam sửa đổi năm 2015 và có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018, với điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo đó trường hợp của ông Thức đáng ra phải được trả tự do, nhưng nhà cầm quyền cố tình không áp dụng các quy định đó mà tìm cách diễn giải luật theo cách riêng của họ để duy trì bản án 16 năm như đã tuyên vào năm 2009. Theo ông Tân cho biết, chưa có cơ quan nào của Việt Nam phản hồi đơn thư của ông Thức và ông Thức lẽ ra nên được áp dụng điều khoản chuẩn bị phạm tội với án tù thấp hơn. Hôm 27 tháng 1, một nhóm các dân biểu Liên bang Đức và Liên minh châu Âu EU gửi thư đến chính phủ Việt Nam thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của ông Thức và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.